tiết lộ giật mình từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến đấu còn tiếp diễn, có những vụ ghê gớm lắm. Tổng Bí thư cho biết cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang còn tiếp diễn, trong đó có những vụ xảy ra cách đây đã nhiều năm, ghê gớm lắm. Dân góp ý rất tâm huyết, đại biểu Quốc hội phải tiếp thu nghiêm túc. Sáng ngày 15 tháng 10 năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thanh, cử tri quận Đống Đa kiến nghị Quốc hội cần nghiên cứu có cơ chế chính sách kiểm soát quyền lực. Không có kiểm soát quyền lực hoặc kiểm soát quyền lực yếu thì quyền lực tất yếu bị lạm dụng, bà Thanh nhận định. Về vấn đề này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết việc kiểm soát quyền lực ở cấp dưới của cấp dưới vẫn phải quan tâm nhiều hơn nữa. Có khi có quyền trong tay mà không có ai giám sát, tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, thậm chí bè cánh với nhau, móc ngoặt với nhau để mà trở thành lợi ích nhóm là vô cùng nguy hiểm, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, Quốc hội có 3 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước. Đây đều là những chức năng đòi hỏi trách nhiệm cao của Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải thực hiện tốt nhưng đồng thời phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và trên cơ sở quyền làm chủ của nhân dân, không được quyền anh, quyền tôi, cua cậy càng, cá cậy vây, tam quyền phân lập. Để làm tốt 3 chức năng đó, theo Tổng Bí thư, Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải lắng nghe dân, tiếp thu ý kiến của dân. Đó cũng là ý nghĩa cần thiết của các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Do đó, các cuộc tiếp xúc cử tri phải thực chất, tránh hình thức. Dân đã góp ý rất tâm huyết, đại biểu Quốc hội phải tiếp thu một cách nghiêm túc. Ai bao che, ai bỏ trốn, rồi cũng sẽ bị xử lý. Nhắc lại về việc xử lý lãnh đạo tỉnh ủy Hải Dương do liên quan đại án Việt Á, Tổng Bí thư cho biết vẫn đang tiếp tục làm ở một số nơi khác. Đề cập một số vấn đề nổi bật mà cử tri nêu, trong đó có vấn đề kiểm soát quyền lực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, vừa qua, Trung ương đã xử lý rất quyết liệt vấn đề này. Không phải một người đâu, móc ngoặc với nhau từ bí thư tỉnh ủy cho đến chủ tịch tỉnh, cho đến cán bộ các cấp mà móc ngoặc với ông nào ở trên Trung ương nữa. Cứ làm từng bước mà tôi nói nhiều lần rồi, rõ đến đâu, làm đến đấy, làm từng bước vững chắc mà không thể cãi được. Cuộc chiến đấu vẫn đang còn tiếp diễn chứ chưa đã hết đâu. Một số vụ trọng tâm, trọng điểm mà các bác đã nghe đó đang làm rồi. Toàn những vụ cách đây nhiều năm rồi, ghê gớm lắm các bác, các đồng chí ạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói và khẳng định những vụ việc chi phối ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Ai bao che, ai bỏ trốn rồi cũng sẽ bị xử lý. Tổng Bí thư cũng lưu ý cử tri cần cảnh giác các thông tin do các thế lực cơ hội phản động xuyên tạc về mục đích ý nghĩa của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa qua. Chúng ta tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp đồng bộ để từng bước làm cho cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng. Trong đó, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo cải cách tiền lương để đảm bảo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội tiếp tục gương mẫu đi đầu trong phòng chống tham nhũng. Trên đây là những phát biểu đanh thép của Tổng Bí thư về công cuộc phòng chống tham nhũng với cử tri Hà Nội trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Các bạn đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn vui vẻ.